Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ki. Thì ngày hôm nay Ki quay trở lại với mọi người một cái video mới có tên là năng lượng hiện tại của bạn, thì bạn đang thu hút điều gì đến với cuộc sống của mình. Chúng ta luôn luôn phát ra một tần số năng lượng và chúng ta luôn luôn thu hút về cho mình những cái nguồn năng lượng. Nó có thể là tích cực, nó có thể là tiêu cực. Đôi khi chúng ta đang cần nhận thức cái nguồn năng lượng chúng ta phát ra là gì để điều chỉnh nó, để cải thiện nó và để nhìn nhận lại xem rằng là cuộc sống của mình những điều gì nó đang đến với cuộc sống của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem cái điều đó trong cái video của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Ki cũng đã chia tụi bài sẵn rồi. Sau cái video kéo dài 1 tiếng đồng hồ của cái video ngày người định mệnh, thì ngày hôm sau thì Ki dành một ngày để mà nghỉ ngơi hoàn toàn, cũng như là giải quyết một số các cái vấn đề khác. Thì ngày hôm nay Ki quay trở lại với mọi người là đây với một cái video mới. Thì ngày hôm nay chúng ta có 3 tụ bài ha. Đây là tụ bài số 1, đây là tụ 2 và đây là tụ 3. Mọi người hãy xem là mọi người bị thu hút bởi cái tụ bài nào, cái viên đá nào, hoặc là cái tụ bài nào ha, thì mọi người lựa chọn ha. Bây giờ thì nếu như mà mọi người chưa chọn được tụ bài cho mình đó, thì mọi người có thể ấn dừng màn hình lại và lựa chọn ha. Còn bây giờ thì Kia sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 1. Để xem các bạn tụ 1 chúng ta có gì ha. Chúng ta có 7 ly, The Hermit, Ace of Earth, Five of Air, Six of Water, Awakening, Listen, Third Eye Chakra, New Vitality, Teach. Ok, bây giờ mình bắt đầu trước ha. Thì cái mà đầu tiên mà Ki thấy thì dường như là trong cuộc sống của các bạn hiện nay nó đang có khá là nhiều sự lựa chọn đang cần phải diễn ra. Có thể là sắp tới đây các bạn đang thu hút về cho mình một vài những cái cơ hội nào đó. Đó có thể là một cái cơ hội liên quan về công việc hoặc là cơ hội về tình cảm. Hoặc là ở đây á, khi còn thấy một vài cái trường hợp đó là các bạn sẽ gặp một cái vấn đề nào đó ở trong các cái vấn đề mối quan hệ công việc của mình đó, để lật lại một số các cái quan điểm của các bạn. Khi mà nó ra cái lá bài Awakening ở đây á, thì nó liên quan, nó khi đang cảm nhận được cái việc đó là bạn sẽ giống như là sẽ có những cái sự việc xảy ra để các bạn nhìn nhận vấn đề ở một cái góc khác hơn, ở một cái góc nó rộng hơn, để có các bạn có một cái góc nhìn nó khác hơn. Và đó có một cái sự kiện, một cái việc gì đó rất là quan trọng xảy ra đối với các bạn. Đối với một vài bạn đây, khi có thấy có 2 trường hợp ở đây á, thì nó có thể là một cái sự thử thách nào đó. Thì nếu như cái sự thử thách này diễn ra với các bạn á, thì nó có thể liên quan đến rất nhiều về những cái lời nói xôn xao, về những cái sự giao tiếp xung quanh của các bạn. Có thể là khi mà các bạn làm cái việc gì đó, các bạn nhận thấy là xung quanh mình có rất là nhiều những cái lời bàn tán, có rất là nhiều những cái lời xì xào, và hoặc là có rất là nhiều những cái lời góp ý, những cái gì đó nó giống như là can thiệp vào cái quyết định của các bạn á. Hoặc là cái nguồn năng lượng ở bên trong của các bạn nó đang rất là hỗn loạn, đang rất là gọi là đánh lộn với nhau, giống như là đang đứng giữa rất là nhiều ngã ba đường và không biết là bạn nên lựa chọn cái ngã đường nào. Thì cái mà Ki đang thấy ở đây á, nó đang rất là cần bạn ở đây, đó là sự lắng nghe. Sự lắng nghe nhiều hơn, lắng nghe bản thân mình, lắng nghe những người mà họ họ có cái góc nhìn thật sự là rộng, họ có cái góc nhìn thật sự là trưởng thành, và họ có một cái góc nhìn thật sự là chín chắn cho cái vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Khi đang thấy là cái giai đoạn sắp tới này, bạn có thể sẽ là một cái giai đoạn mà các bạn cần phải có 100% cái sự tin tưởng vào bản thân á. Bởi vì là cái con đường này nó có thể là liên quan đến một cái việc đó là bạn bạn sẽ không không giống như là khi đang có một cái cảm giác là có thể là sẽ phải có một vài những cái sự việc gì đó nó xảy ra, ví dụ như là bạn đánh mất một vài một một số những cái mối quan hệ, hay là bạn
một số những người nào đó, một số công việc nào đó, một số con đường nào đó nó không còn phù hợp với cái tần số của các bạn nữa, và nó cần cut down đi, nó bị biến mất, hoặc là bạn mất những mối quan hệ, mất những người quen, mất một cái công việc nào đó, những người thân thiết. Mà nếu như khi nghĩ nhiều hơn về những cái người thân thiết, những cái mối quan hệ, có thể là xảy ra những cái sự cự cãi, nhưng mà những cái sự việc này nó xảy ra đó là bởi vì là bạn đang cần thanh lọc, tức là bạn đang cần thanh lọc lại những cái mối quan hệ xung quanh của mình, và những người không còn phù hợp nữa thì họ sẽ rời đi, và trước mắt bạn sẽ còn cả những cái hành trình rất dài, và bạn sẽ gặp những cái nhân vật mới, bạn sẽ gặp được một con đường mới. Có thể là trong cái chặng đường sắp tới đó, có thể là sau cái sự mất mát một mối quan hệ thì sẽ là một mối quan hệ mới, hoặc là sau mất mát một cái công việc thì các bạn đang thu hút cho mình lại một cái công việc mới. Thì một vài cái trường hợp cái là như thế, nhưng cái đầu tiên đó là bạn đang cần phải thay đổi ở trong cái nhận thức của bản thân của bạn cái đã, về cái nhìn của bạn cái đã. Hãy nhìn những cái sự mất mát đó, nó không phải là, giống như là đừng xem những cái đó nó là cái sự mất mát, nó là một phần tất yếu, nó phải xảy ra trong cuộc đời các bạn. Không phải là chúng ta chắc chắn sẽ có tiếc nuối về những cái kỷ niệm, chúng ta có tiếc nuối về một số những cái điều chúng mà chúng ta mất đi, tuy nhiên có những cái thứ nó không còn phù hợp nữa thì nó phải ra đi để nhường chỗ cho những cái thứ khác, những cái điều mới nó phù hợp hơn với các bạn. Ở đây khi thấy là sắp tới thì sẽ có những cái cơ hội nó đến khi mà các bạn dừng lại hoặc là kết thúc cái chu kỳ của mình. Các bạn có overcoming obstacle, embrace enthusiasm and standing mountain. Khi đang thấy đó là có thể cái sự mất đi của một mất mát một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là một cái kỷ niệm, một cái ký ức nào đó cũ, một cái vấn đề gì đó cũ, nó là cái ngăn chặn các bạn tiến đến với cái con đường thật sự dành cho các bạn, ngăn chặn các bạn đến với cái mà các bạn đang thật sự thu hút đến. Thì cái việc bạn đang cần làm đó là bạn vượt vượt qua nó, và dù có khó khăn gì thì bạn cũng phải tiếp tục cố gắng bước đi. Giống như là ngày hôm nay các bạn chia tay một cái người nào đó, hay là ngày hôm nay các bạn ngưng một cái mối quan hệ nào đó, một cái mối quan hệ bất kỳ, có thể là mối quan hệ tình bạn cũng được. Nhưng khi mà các bạn đánh mất cái mối quan hệ đó, là một cái mối quan hệ các bạn nghĩ là nó rất là thân thiết, nó là một cái mối quan hệ rất là gắn liền với các bạn, và bạn xem những cái mối quan hệ, những cái điều đó nó là những cái sự mất mát, và những cái kỷ niệm, những cái ký ức cũ nó vẫn cứ quẩn quanh ở trong đầu các bạn. Nếu như là tình yêu thì bạn vẫn đang nghĩ về cái người đó, vẫn đang muốn liên kết lại với cái người đó, vẫn đang không có bình yên, vẫn đang nghĩ rằng là làm sao để người đó quay lại với mình, vẫn còn đang ở trong cái nguồn năng lượng tiêu cực, vẫn còn đang mong chờ cái sự kết nối lại, vẫn còn đang đắm chìm ở trong quá khứ, thì đó 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 vẫn là cái giai đoạn mà bạn đứng ở trước cái trước khi trước cái vật cản đường này. Thì chỉ khi mà các bạn ý thức được bạn cần phải move về phía trước, bạn gạt cái này sang một bên, thì đó sẽ là lúc mà bạn cảm thấy là bạn đang được là chính mình nhất. Và hãy xem là trong một cái môi trường nào đó, môi trường tình bạn, môi trường mối quan hệ, môi trường bạn bè, môi trường công việc, bạn có đã được là chính bản thân mình ở trong môi trường đó chưa? Bạn có được nói lên tiếng nói của mình chưa? Bạn có được làm những điều mình muốn chưa? Thì thử xem là bạn có còn đã muốn đặt bản thân mình lại vào cái môi trường đó nữa hay không? Và hãy tiếp tục đi lên về phía trước. Thì khi đó các bạn sẽ thu hút về cho mình bất kỳ một cái gì các bạn mong muốn, một mối quan hệ, một công việc, một người bạn, một soulmate, một bạn đồng hành, một công việc tốt, một môi trường tốt chẳng hạn. Các bạn có appreciate this moment, love is all around you, or forgiveness. Ok, cái giai đoạn này đó là cái trước khi những cái điều gì các bạn thu hút đến này nó xuất hiện á, thì bạn cần phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại trước đã. Giống như việc là bạn chưa thể buông bỏ được quá khứ thì bạn sẽ không có cái nguồn năng lượng sẵn sàng để đón nhận cái gì mới nó đến, hay là
Bạn không sẵn sàng thì bạn không sẵn sàng, giống như là ngôi nhà của bạn không sẵn sàng đón khách thì khách đến họ cũng không thoải mái và bạn cũng không thoải mái để tiếp khách, kiểu giống như vậy á. Và hãy cảm nhận mọi thứ nó bằng tình yêu, có thể là và forgiveness nữa. Hãy nhìn vào focus, nhìn vào những cái mặt tốt, nhìn vào những cái điểm tốt của tất cả mọi việc xung quanh, đừng nhìn vào những cái mặt tiêu cực của nó. Đôi khi những cái điều đó nó rất là khó, tuy nhiên cái chúng ta đang cần làm bây giờ đó là giữ và nhìn mọi thứ ở một con mắt tiêu cực, nhìn mọi thứ ở một con mắt tích cực, sorry mọi người. Đó là một cái điều các bạn cần. Và các bạn có embrace your sensitivity. Hãy ôm trọn cái sự nhạy cảm của các bạn ở ngay lúc này. Cái sự nhạy cảm của bạn nó là cái gì đó rất là thiêng liêng, một cái cánh cửa rất là thiêng liêng để bước vào cái trực giác của bạn. Nó rất là đặc biệt. Nó là giống như là một cái sóng radar để mà bạn bắt lấy cái năng lượng và những cái dấu hiệu. Sự thật là cái sự nhạy cảm của bạn á, nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời và nó chính là cái chìa khóa cho cái sự sinh tồn của các bạn. Và khi bạn kết nối với nó càng nhiều thì càng nhiều những cái sự kỳ diệu nó sẽ được thu hút vào các bạn. Đây sẽ là cái giai đoạn rất là quan trọng cho cái sự nhạy cảm. Có thể là bạn đang rất là nhạy cảm về năng lượng, có thể là bạn đang rất là kiểu là có một cái gì đó nó rất là bừng 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 ở trong lòng của mình, hay là có những cái sự thôi thúc ở bất kỳ một cái gì đó, thì ôm trọn nó. Và giai đoạn này nếu như những cái cảm xúc của bạn nó rất là nhạy cảm, bị đẩy lên, ví dụ như là nhanh mau, dễ buồn, dễ giận, dễ hờn hay là gì đó, thì hãy nhẹ nhàng với tất cả những cảm xúc đó. Và nếu như hôm trước khi có đọc một cái câu đó là tears is energy you release gì đó, thì đại loại nó là như nước mắt đó, thì nó là cái mà nguồn năng lượng mà bạn đang loại bỏ đi. Thì đôi khi bạn đang cần cái nước mắt, nó giống như là một cái gì đó các bạn xả đi những cái nguồn năng lượng tiêu cực vậy đó. Thì đôi khi là bạn hãy nhẹ nhàng với những cái cảm xúc của mình và nhẹ nhàng và đào thải nó một cách bất kỳ nào đó, khóc hay là nói hay là viết hay là cái gì đó, để chúng ta xử lý những cái cảm xúc, những cái điều mà nó nhạy cảm với các bạn ngay lúc này. Bởi vì trong giai đoạn này có thể là một giai đoạn cực kỳ nhạy cảm với các bạn, có third eye chakra nữa, các bạn đang được kết nối với những nguồn năng lượng tâm linh rất là nhiều, những nguồn năng lượng về trực giác, về bên trong rất là nhiều ha. Ok, đó là tất cả những cái thông điệp về cái sự thu hút của tụ một ha. Thì khi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2. Tụ 2 nha. Tụ 2 các bạn có The Empress, Five Earth, Nine of Water, Page of Fire, Nine of Earth và Queen of Water. Ok. Một cái nguồn năng lượng của cái việc lấy lại sức mạnh, lấy lại được cái sự tự tin ha. Take the lead, daydream and decisions, opportunity beckon, the five balance. Five balance. Watching cloud. Khoan đã. Khoan đã, khoan đã. Ok, những cái gì mà Kỳ đang thấy ở đây á, đối với tụ bài này đó sẽ là cái việc mà bạn lấy lại được cái mà bạn đang thu hút cho mình. Đó là gì? Đó là thu hút về cho mình cái năng lượng tuyệt vời, cái năng lượng tự tin, cái năng lượng của một người làm chủ bản thân mình, năng lượng của một người tự tin vào bản thân mình, năng lượng của một người biến những giấc mơ của mình trở thành hiện thực, năng lượng của một cái gì đó nó rất là nhiều lửa, của một cái nguồn năng lượng gọi là lấy lại được cái sức sống, giống như nó giống như là lấy lại sức sống vậy đó, nó gần như là lấy lại sức sống á. Tức là bạn sẽ lấy lại được cái nguồn năng lượng cực kỳ tuyệt vời của mình. Khi đang thấy là cái nguồn năng lượng nữ tính, khi không biết các bạn là giới tính gì nha, nhưng mà cái năng lượng nữ tính của các bạn trong khoảng thời gian tới nó sẽ cực kỳ cao và gọi là nó cực kỳ phát ra, nó sẽ có những cái sự đầy đủ, những cái may mắn nó được rót xuống với các bạn trong cái hành trình các bạn đi tìm, trong cái quá trình các bạn đi tìm những cái câu trả lời cho mình á, và đi tìm lại cái sự cân bằng giữa nguồn năng lượng nam tính và nguồn năng lượng nữ tính của mình á.
có thể là nguồn năng lượng nữ tính của bạn lúc trước nó hơi mất cân bằng, hoặc là nó bị cao quá, hoặc là nó lộn xộn, thì trong khoảng thời gian tới các bạn sẽ cân bằng lại. Và khi còn thấy là có một cái giấc mơ nào đó các bạn, nó sẽ trở thành hiện thực. Một cái giấc mơ nào đó của các bạn nó sẽ thành hiện thực. Nhưng trước khi đó có thể là bạn sẽ gặp một số những cái sự khó khăn gì đó về mặt tài chính ở đây, hoặc là ở thời điểm này các bạn đang gặp một số những cái sự khó khăn về mặt tài chính, nhưng cái nguồn năng lượng này nó không đáng kể ha, có lẽ là nó sẽ được giải quyết trong sớm nay mai nữa thôi. Khi có một cái gì đó nó diễn ra, nó giống như là một cái gì đó mà các bạn mong muốn thì nó được hiện thực hóa, giống như là sẽ được tặng, giống như là sẽ có một cái giấc mơ nó được hiện thực hóa, ví dụ như là được tặng, để nói chung là giải quyết cái việc mà có thể là thiếu thốn về mặt tài chính của bạn ở thời điểm hiện tại. Thì trong thời gian sắp tới khi đang thấy đó là sẽ có một khoảng thời gian các bạn tập trung hoàn toàn vào bản thân của mình. Bởi vì á, ở riêng cái bộ bài này có những cái nốt rất là đặc biệt. Ví dụ như The Empress nó có cái nốt là Nurture Yourself. Ở đây cái lá bài Knight of Earth này nó có cái thông điệp đó là Spending Quiet Time Alone. Tức là khoảng thời gian này có thể là các bạn sẽ không có bất kỳ cái kết nối nào đặc biệt, hay là bạn tiếp xúc với quá nhiều người, hay là bạn rõ ràng là trong cái tụ bài này á, nó cũng không có nhiều người xuất hiện luôn, khi cũng thấy rất là ít những cái sự xuất hiện của những cái mối quan hệ hoặc là một cái người nào đó cụ thể, mà chủ yếu nói đến nguồn năng lượng của bạn. Thế đây rõ ràng là trong khoảng thời gian tới có thể là bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cái việc một mình, dành nhiều thời gian hơn cho cái việc nuôi dưỡng bản thân mình, chăm sóc lại cái cơ thể của mình, chăm sóc lại cái bản thân của mình, đi tìm lại cái sự tự tin của mình, hoặc là tập trung cái thời gian đó để suy nghĩ một cái gì đó, đưa ra một cái quyết định gì đó cho bản thân mình, cho cái mối quan hệ của mình ở thời điểm hiện tại với chính bản thân mình. Ở đây khi có ở đây nó lại thêm một cái lá là Care for Yourself nữa nè. Tức là khoảng thời gian này đặc biệt rất cần cái việc là thu chăm sóc bản thân của mình trước khi mà chuẩn, giống như là chuẩn bị hành trang, rèn luyện vũ khí, tất cả mọi thứ trước khi mà quyết chiến cái gì đó. Thì giai đoạn này nó là như thế, và bạn giống như là bạn lấy lại cái quyền làm chủ bản thân của mình. Ví dụ như lúc trước có thể là bạn bị điều khiển bởi một cái nguồn năng lượng từ những người khác, hoặc là bạn ở bị những người khác làm ảnh hưởng lên nguồn năng lượng rất là nhiều, hoặc là như thế nào, hoặc là bạn bị một cái nhân vật nào đó làm ảnh hưởng lên cái nguồn năng lượng của bạn, thì bạn đang lấy lại cái quyền kiểm soát rất là nhiều, bạn đang lấy lại cái sự độc lập, cái sự tự quyết hơn cho bản thân của mình. Watching cloud, wise leader, navigating by the storm, the union of heart, be supportive và ask as if your partner is here. Các bạn sẽ có một cái union of heart. Cái union of heart này nó là cái union, cái sự kết nối hội ngộ thiêng liêng này, đó là cái sự cơ ngộ thiêng liêng với chính bản thân của các bạn mà không phải là một ai khác. Có thể là bạn sẽ dành một cái khoảng thời gian một mình cho cái việc là nghỉ ngơi, cho cái việc là dành trọn thời gian đó cho bản thân, chỉ để nuôi dưỡng bản thân, để đi du lịch với bản thân, để nuông chiều cái cơ thể của mình, để chăm sóc lại nó, để trở thành một cái người leader cho bản thân của mình, là một cái người quyết định mọi thứ cho con đường tương lai của mình. Và bạn đi theo những cái sự thôi thúc, đi theo những cái gì đó nó đến từ cái sự thôi thúc từ bên trong của các bạn, để các bạn đang thật sự hội ngộ lại với chính bản thân của mình. Hoặc thậm chí ở đây, đó là trong cái hành trình mà các bạn nuôi dưỡng đó, các bạn gặp được một cái người, nó là một cái sự hội ngộ của các bạn với một cái nhân vật nào đó, mà họ sẽ là một cái người bất kỳ thôi, có thể là gặp gỡ với một nhân vật mới hoặc là hội ngộ một nhân vật cũ, nhưng nó sẽ dựa trên cái sự tin tưởng vào bản thân của bạn rất nhiều. Bởi vì bạn sẽ làm những cái thứ, bạn sẽ yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình như cái cách bạn không còn đi tìm, giống như là
à bạn nghĩ là à có một ai đó họ ở bên cạnh thì họ chăm sóc mình như thế này mình mới vui như thế này như thế này, thì bạn không làm như vậy nữa. Bạn chăm sóc mình như giống như là mình làm người yêu của chính mình đó, mình là cái người yêu thương chính mình và bạn đi tìm những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc từ chính bên trong, chứ bạn không còn đi mưu cầu những cái điều đó từ phía bên ngoài nữa. Bạn nấu cho mình những cái bữa ăn, bạn chăm sóc cái cơ thể của mình, bạn dành thời gian cho việc đi 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 spa, đi spa để chăm sóc cơ thể, hoặc là đi tập thể dục, hoặc là nấu cho mình những cái bữa ăn chất lượng, hoặc là đi đâu đó retreat với riêng bản thân mình thôi, để mà sạc lại cái nguồn năng lượng của bạn và để lấy lại cái sự tự tin, cái thần thái, cái sự cân bằng ở bên trong của các bạn. Các bạn có nourish yourself, đây cũng là cái năng lượng của cái việc là các bạn sẽ nuôi dưỡng cái bản thân của mình đó. Bạn hãy phá vỡ những cái vòng lặp hàng ngày của bạn. Show yourself by the care for choose. Chọn những cái thức ăn nó bổ dưỡng và làm nó với tình yêu. Ăn rau, ăn củ, làm một cái xin nước uống màu xanh, thức uống xanh. Và để ý đến 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 những cái sức khỏe của mình, để ý đến những cái thứ nó là phục vụ cho cái cơ thể của mình, cho cái sức khỏe của mình, cho những cái mà mình đang thật sự rất là cần ở thời điểm này. Có thể là một phần nào đó ở đây bạn đang cần coi lại cái sức khỏe, check lại cái nguồn năng lượng sức khỏe của mình, dành thời gian nhiều hơn cho bản thân của mình, về việc là để ý đến tất cả những cái sức khỏe về tinh thần, và để cho giống như là để cho bản thân mình có thể sống một cách hạnh phúc hơn, một cách khỏe mạnh hơn, một cách lành mạnh hơn. Ok, và khi còn có thể thấy là bạn đang ở trong một cái giai đoạn, có thể là sắp tới bạn sẽ đưa ra một cái quyết định nào đó, đó là một cái quyết định đi đến một cái việc mà từ trước đến nay bạn chỉ nhìn và dám nghĩ về nó thôi chứ bạn chưa từng làm, thì bạn sẽ đưa ra cái quyết định là bạn thu hút về cho mình cái điều đó. Đó, cái mà bạn đang thu hút ở đây, cái điều gì bạn đang thu hút ở đây đó chính là cái thần thái, cái sự tự tin, cái sự cân bằng, cái giá trị bản thân và cái ý thức rằng là bạn đang cần phải chăm sóc bản thân ở thời điểm này và đi tìm những cái hạnh phúc, những cái tình yêu thương, những cái sự nuôi dưỡng nó từ phía bên trong. Ok, đó là tất cả cái thay thông điệp mà khi có cho tụ 2. Bây giờ khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 3. 3, các bạn có thanh xuân này, để xem các bạn có gì ha. Wow, kia em mới vừa mở lên thấy lá đầu tiên thấy rất là đẹp rồi. Tụ 3 các bạn có Two of Earth, Two of Earth, The Emperor, Two, Three of Water, The Wheel, Ten of Earth và Eagle. Eagle, The Wheel, Emperor, Eagle, Win or Lose, Sacral Chakra, Dogged Fear, Assassinate and Isolation. Vui nhưng mà không vui lắm nhỉ. Không vui lắm. Nó sẽ tụ bài này nó có hai xu hướng. Một xu hướng dành cho những người tích cực, một xu hướng dành cho những người tiêu cực. Cái kia em thấy ở đây á, đó là một số sẽ là việc các bạn ở cái vùng an toàn của mình. Có hai trường hợp ở đây, đó là một cái trường hợp đó là cái việc là bạn có bước ra được khỏi vùng an toàn của mình hay không, dành cho những bạn sẵn sàng hay là luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Còn một cái trường hợp nữa là dành cho những bạn mà các bạn vẫn đang ở trong một cái vòng an toàn nào đó, một cái vòng lặp nào đó ở trong bản thân của các bạn. Ở đây khi thấy là các bạn đang có một cái góc nhìn sai, một cái đánh giá rất là sai, không hẳn là rất là sai nhưng mà nó là một cái gì đó giống như là những cái nỗi sợ của các bạn. Bạn sợ bắt đầu, bạn sợ làm, hay là lỡ làm mà không được thì sao,
Lỡ mà không có làm không được thì sao? Làm không được thì quê, rồi làm không được thì thất bại, làm không được thì bị phán xét, hay là giống như khi đang thấy đó là các bạn, nó không liên quan nhiều đến tình cảm gì nha, nhưng mà nó liên quan đến bản thân của các bạn thôi. Đó là cái nguồn năng lượng ở bên trong, từ những cái liên quan đến cái sự sáng tạo của các bạn nó đang bị tắc nghẽn. Các bạn không cho phép, các bạn không để cho nó được 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 là chính cái năng lượng đó. Các bạn khóa đi cái sự sáng tạo của mình, các bạn khóa đi những cái ý tưởng của mình, các bạn đối diện xung quanh chỉ toàn nhìn đang nhìn mọi thứ chỉ bằng những cái nỗi sợ mà thôi. Các bạn đang không có tự tin vào bản thân, các bạn ở trong cái giai đoạn tuyệt, gần như là đau buồn và tuyệt vọng. Đó là cái chính là cái lá bài đó luôn á, cái nó tên là như vậy á. Các bạn đang không chắc chắn với những cái sự lựa chọn của mình. Too much going on as one that needs to make decision. Trong cái giai đoạn này có thể có rất là nhiều thứ nó xuất hiện với các bạn. Nó có cả những thứ tốt và có cả những thứ xấu. Đó có thể là sự đánh lộn giữa cái việc là bước đi hay không bước đi, bắt đầu hay không bắt đầu, bắt đầu thì được cái gì. Nếu như là có hai cái sự lựa chọn nó luôn luôn ở trong đầu của các bạn vậy đó. Làm thì được cái gì, rồi thôi thà thì nó cứ như vậy đi, hay là như vậy đó, thì thôi thà cứ giữ mình ở trong cái nguồn năng lượng như vậy đi, còn không thì cứ bình 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 bình, không có một cái gì đó nó gọi là đột phá ở trong cái bạn ở ngay lúc này. Và thậm chí là các bạn đang nhàm chán với chính những cái thứ nó diễn ra trong cuộc sống của mình, và bạn đang không có thật sự làm những cái việc nó đến từ cái các bạn mong muốn. Khi đang thấy ở đây á, trong một cái trường hợp nào đó bạn đang nhìn nhận về một cái gì đó nó rất là có vẻ như là bạn sẽ nghĩ rằng là giống như là mọi thứ nó bất công, mọi thứ nó không tốt với các bạn, hoặc bạn luôn gặp những cái khó khăn, nhưng cái đó là một cái góc nhìn nó sai chẳng hạn, thì bạn hãy xem là những cái khó khăn đó nó mang lại cho mình cái bài học gì, nói là cái bạn đang cần nhìn. Và giống như là bạn trách một ai đó họ làm tổn thương mình, hay là trách một ai đó họ sai với mình, thì hãy cần xem lại cái nguồn năng lượng đó. Và lúc ở bên cạnh xung quanh của mình nó còn những cái người mà họ yêu thương mình nhiều lắm. Và khi thấy là bạn đang cần ở trong cái giai đoạn là đi tìm lại cái sức sống của mình. Ở trong cái tụ bài ngày hôm nay, cái tụ bài này á, hiện tại thì Ki đang không thấy bạn đang có một cái bất kỳ một cái nguồn năng lượng thu hút nào nó đến tốt cả. Lúc nãy thì Ki có nói đến hai trường hợp, thì cái trường hợp mà thứ hai mà Ki nói á, đó là khi mà các bạn can đảm gạt những cái sự nỗi sợ đó của mình đi á, bạn bước ra khỏi được cái vùng an toàn của mình á, thì cái 10 xu này nó sẽ đến, và có cái sự ăn mừng ở đây nữa, và cái The Emperor ở đây nữa. Bạn lấy lại được hoàn toàn cái khả năng tổ chức lãnh đạo của mình. Bạn sắp xếp mọi thứ một cách rất khoa học ở trong khoảng thời gian tới, khi mà bạn đã biết gạt đi những cái góc nhìn sai của mình, để bạn quyết định chọn cái cách đó là bước ra khỏi vùng an toàn. Và những cái sự kỳ vui vẻ, những cái niềm hạnh phúc nó sẽ đến. Những cái nguồn năng lượng tài chính nó sẽ đến, nó ổn định với các bạn. Và ăn mừng, thậm chí có cái cảm giác là có cái sự ăn mừng ở đây. Nhưng mà lý do là khi đang không có cảm các trường hợp các bạn bước ra nhiều hơn, cho nên là khi nói rất là ít về cái trường hợp này, mà khi chỉ thấy cái trường hợp mà nó tiêu cực hơn thì nó đang diễn ra. Các bạn có Rainbow Blessing, yes, very view from above the distant thunder, you are limitless, slow down, the only thing that's true is love. Hey, yes, có những cái phước lành sớm thôi nó sẽ rót vào cuộc sống của các bạn, nhưng nó cần cái sự thay đổi từ bên trong chính bản thân của các bạn. Giống như là nếu như bạn chỉ đang nhắm mắt mình lại để thấy một màu đen thì bạn chỉ thấy màu đen mà thôi. Còn nếu như mà bạn nhắm mắt lại nhưng là để bạn nhìn thấu bên trong của mình, để bạn soi lại bản thân mình, để bạn nhìn nhận lại mình đã từng tốt đẹp như thế nào, cái giới hạn bản thân mình ở đâu, tại sao mình lại đặt cái giới hạn của bản thân mình chấm hết ngay lúc này, mà mình không mở cái giới hạn bản thân mình ra, mình không dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thì mình sẽ làm được những gì nữa. Hãy bình tĩnh với bản thân của mình.
Hãy nhẹ nhàng với bản thân của mình. Hãy để cho mọi thứ nó được bóc tách dần đi, đặc biệt là bóc tách ở bên trong bản thân mình với những cái mình chưa chắc chắn về bản thân mình. Cho đến khi mà các bạn nhận ra những cái nỗi sợ nó chỉ là cái áng mây che mờ đi cái tầm nhìn của các bạn. Và chỉ có tình yêu thương là sự thật. Tình yêu với bản thân, tình yêu với cuộc sống, lấy lại cái nguồn năng lượng của cuộc sống tốt đẹp, của năng lượng sự sáng tạo, của cảm hứng làm việc, của cảm hứng sáng tạo, của cảm hứng sống thì để bạn bước tiếp. Các bạn có It's time to rise. Thời gian để các bạn bay lên, để các bạn vút lên. Rise nó tăng giống như là bay lên, nó gần như vậy á, gần như vậy á. Không có việc gì cả. No matter what happened, we always have a potential. Không có cái việc gì nó có thể là một cái vấn đề gì đó quá lớn ở trong cuộc đời của các bạn cả. Chúng ta luôn luôn có khả năng để nâng tất cả những cái điều đó lên. Cái việc mà các bạn nâng cao lên, cái việc mà các bạn bay lên, các bạn việc mà các bạn giống như là đó, đúng là cái việc mà các bạn nó có thể dịch lên bay lên hay là nâng lên đó, nó là một cái năng lượng one powerful choice away. Đó là một cái sự lựa chọn rất mạnh mẽ. Cái việc các bạn ra khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực, ra khỏi cái giới hạn của các bạn đó, bước ra khỏi cái vùng an toàn của các bạn, bước ra khỏi những cái mà nó đang kìm chân của các bạn lại, bước đứng lên và bước đi và bay lên. What are you waiting for? Bạn đang còn chờ cái điều gì nữa? Khi mà bạn đang không chịu đứng lên mà bạn cứ lì ở cái vùng tối của mình, trong cái vùng an toàn của mình, thì đây chính là cái thông điệp cho những bạn mà đang cần bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân, để cái nguồn năng lượng sacral chakra, nó là nguồn năng lượng của cảm hứng, của sự sáng tạo, của cảm hứng làm việc, của cảm hứng sống, của tất cả những cái sự sáng tạo nó của ở trong cơ thể của các bạn. Hãy đứng lên và chiến đấu cho bản thân của mình. Trong lúc mà bạn đang tuyệt vọng ở đây thì có rất nhiều người họ đang chiến đấu ngoài kia để đi tìm lại cái hào quang của mình, để đi, họ cũng giống bạn, họ cũng từng rất tuyệt vọng, họ cũng từng rất buồn bã, nhưng họ đã đứng lên rồi. Thế thì tại sao lại lúc này bạn không phá bỏ cái giới hạn của mình và đứng lên làm lại từ đầu? Dù là trước đây có những cái thất bại đã từng diễn ra, nhưng tại sao bạn không biến những cái thất bại đó thành cái kinh nghiệm cho cái lần chiến đấu tiếp theo, mà bạn lại chỉ đang ở trong nhìn lại những cái nguồn thật sự thất bại đó và bạn không dám thực hiện nữa, bạn không dám làm nữa, bạn không chiến đấu nữa. Ok, đó là tất cả những cái thông điệp. Wow, mà khi có cho tụi ba một cái thông điệp cực kỳ tuyệt vời. Wow. Khi cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn cùng ba đã lắng nghe hết cái video này, và cũng là ba tụi bạn ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người. Và nếu như mà không có mọi người thì cũng sẽ không có khi không có mọi người lắng nghe, thì cũng sẽ không có khi ở đây để chia sẻ cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều, và mong là mọi người đều nhận được những cái thông điệp phù hợp với mình ha. Còn bây giờ thì Ki sẽ up cái video này ở đây, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.